Xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Trở lại với clip ngày hôm nay này, thì Khôi có một cái món hàng độc để giới thiệu đến tất cả người chơi vào dịp cuối năm nay. Thì tình cờ anh em Khôi có nghe một cái bộ này ở nhà một người bạn, họ chơi đồ mới, chơi đồ đồ high-end á nha. Nhưng mà Khôi nghe tiếng nó trong trẻo và nó rất là hay. Nó là một cái combo luôn, một cái âm đi đèn và một cặp loa, nó đi theo combo nha. Đời này đời mới, hi-fi đó, anh em nhìn hi-fi là biết rồi, model nè. Loa là SB2060 nha. Đó, và một cái âm ly. Thì Khôi sẽ tháo ra và giới thiệu cho anh em nha. Nó là đến từ cái hiệu là Hypersound. Hypersound. Đó. Thì nó cũng dày ghép anh em. Các cái dòng loa dàn á, loa bộ thì nó là thường hay quay và nó là trợ kháng là 4 ohm. Nhưng mà nó đi combo thì mình không phải lo phối ghép nữa. Đồ nhảy nó trên 90 dB là có vẻ nó rất là cao. Hả? Công suất nó thì chỉ 50W. Rồi, các cái thông số cơ bản thì anh em nhìn đây ha. Đây này. Thì trước mắt là mình sẽ tháo cái thùng ra đã nha. Rồi, Khôi đã tháo nó ra này. Bây giờ Khôi quay chi tiết cho anh em cùng xem nha. Đây. Đó, hai thùng của nó nha, thùng là đựng âm ly nè, thùng đựng âm ly này nè, đây họ có để cái chữ âm ly nè, còn thùng này đựng loa, còn đầy đủ bọc xốp đồ đầy đủ nha. Rồi qua bên này nè, nó còn cả catalo luôn nha, catalo này, catalo này là của cái âm ly đèn đó. Rồi về cái loa nè, đó trước này là nó có một cái logo này, tôi mới tháo ra để thôi quay á, đây của nó đóng lại là như thế này, anh em cùng xem. Thùng gỗ anh em nha, thùng gỗ sạch gốt đó nè, thùng gỗ này giống với một số dòng của Tannoy á nha, được bao góc rất là đẹp, mặt trước này là phụ piano này, phụ piano sơn bóng này. Đó. Thì về thông số cặp loa quay luôn cho anh em cùng xem đây nè, maximum là 50W anh em nha, 90 dB đó. Dòng loa là box xèo thì nó là 4 ohm đó. Ok ha, loa là trùng seri. Rồi về con âm ly nè, đây con âm ly nè, AV2030 nè. Thì lúc Khôi mới chia sẻ anh em đó là Khôi nghe ở nhà bạn đó, có một cái phòng rất là hay, mời những cái bản nhạc trữ tình acoustic, những cái bản nhạc nói chung là nghe thích lắm. Thì Khôi mới về, Khôi mới lên mạng, lên nhật Khôi xanh, thì Khôi thấy cái phiên bản này á là nó là một thương hiệu, nhưng mà nó được kiểu như sản xuất không để là ở đâu, nhưng mà nhiều khi mình nghĩ nó là không biết có phải China không, nhưng mà Khôi mua tại Nhật anh em nhé. Nhưng mà đây là Khôi mua tại Nhật, cái thương hiệu này là mua tại Nhật ha. Đó. Chứ không phải là ở Trung Quốc nhé. Rồi thì có sao thì Khôi nói vậy, tại vì cũng mới gặp lần đầu thôi. Âm ly nó có hai cái má gỗ này nè, hai má gỗ nha, hai tăng phô, bốn bóng nha, bốn bóng, toàn bộ là zin của hàng, chưa tháo ra luôn nữa nè. Họ làm rất là chắc chắn. Cái này thì nó có hai lý do. Thứ nhất á là nó là giữ cái bóng cho nó chặt trên một cái đầu bóng em ha, có cái phần mà đốt tim nữa đó. Và thứ hai nữa là nó chắc chắn nè nha, thì bóng rất là chắc chắn luôn. Rồi con này nó chỉnh được bát chép, anh em nghe được nhạc vàng, nhạc trữ tình, bát chép này, bát này ha, nghe được phone đầu vào thì ở sau này nó có cái sóng gì mình cũng không biết là thu cái gì đây. Đây anh em, nó có DVD, CD này, FP Dub Out này nha. Điện sử dụng con này thì nó có hai dòng điện nữa nè, điện sử dụng 110 và 220. Thì hiện tại thì người ta đang để 110 nha, tại vì mình ship từ Nhật về đó. Rồi thì và thêm một cái điều nó tích hợp nữa, tích hợp nó rất tiện dụng, đó là sử dụng được USB, USB nè. Thì Khôi cái này là của Khôi nha, Khôi cắm vào đó. Đây này có chức năng này, bây giờ mình thử từ đầu luôn nha, để anh em biết này. Đó là không có cái gì hết nha. Đó. Đây khi mình cắm vào thì mình sẽ chọn đây USB nè, USB Khôi này anh em tặng cho Khôi 64GB để về tách nhạc, cắm vào mấy cái đầu dây mã tách nhạc cái này. Rồi Khôi bỏ máy xuống cắm cho nó dễ nha. Ok ha, bấm vào cái này, bấm vào. Đó. Nó nhận luôn, tự nhận luôn nè, tự nhận luôn, tự nhận luôn. Thì ở đây nó có ba nút này, cái này là dừng này,
hát nè, đó này, chuyển bài này, chuyển lui nè, à, chuyển tới nè, đó. Đó thì đó, ok ha, đó đẹp zin còn catalo thì cái mức giá mà bạn mua ở siêu thị á nè là nó là 22 triệu á, 22 triệu. Còn cái này là Khôi lên trên trang Nhật Khôi thấy, Khôi xanh á, thì khi mua thì hơn chục triệu thôi, còn với tiền ship về tới đây nha, thì Khôi sẽ giao lưu với anh em cái mức giá thật là tốt luôn ha, để mình chơi trong cái dịp cuối năm. Thì Khôi cũng muốn trải nghiệm, cũng muốn tham khảo xem thử là thị trường hoặc là anh em có đánh giá cao nó không. Nếu mà đánh giá cao thì Khôi sẽ đấu thêm, Khôi sẵn sàng là tìm cái nguồn hàng này về để phục vụ cho anh em chơi trong cái không gian là phòng làm việc, trong phòng ngủ, rất là hay luôn anh em, rất là tuyệt vời luôn. Có cái đồng hồ này anh em có thể làm đèn nền, à đèn ngủ á nha. À, bây giờ mình nghe thử chất âm. Người yêu tôi khóc, trời cũng giăng sầu. Trên cùng ngã lần yêu cũ là những lẻ loi, em mới hay nói vàn lời sâu đắng như anh vừa chắc anh. Bây giờ thì Khôi sẽ tắt nó đi. Đây anh em, Khôi tắt nó đi ha. Thì Khôi sẽ đây, lấy nó ra luôn. Đấy, và mình sẽ chuyển sang cái phần CD nha. Mở CD nha. Mở CD. Rồi. Test là phải test đầy đủ các ngõ luôn để anh em biết nó hoạt động ha. CD. Đó, test một góc auto trừ tìm có sẵn luôn. Em chưa thấy. Đây, CD này, mình cùng nghe nha. Đó, quen thuộc luôn, ngày Khôi hay yêu nhau trong cuộc đời, mơ duyên tình dài gắn bó đôi lời. Ta
quen nhau một ngày, thương nhau trọn đời, giữ cho lâu dài. Khi chia tay lần đầu, duyên chưa đậm màu cũng đã say nhiều. Một thời gian quen biết, tình ta tha thiết muôn phần. Nhưng không ai nào ngờ, duyên đang mặn mà bỗng đã chia ly. Đêm chia ly lạnh lùng, đưa tay một lần, đến mai không còn. Đêm nay không còn dài, xin cho vài lời chớ trách nhau hoài. Lời từ ly em ơi, để lâu không nói đêm nay. Cái bộ này nguyên thùng luôn, thì nó hai cục, vì cuối năm anh em mua chuyển khoản đồ thôi cũng bao ship tận nơi luôn ha. Còn là ship cốt thì cọc 30% và bộ điện thu hộ. Thì sau khi mà trừ cái chi phí á, thì chi phí mà coi như là được trải nghiệm đấy, thì thôi chốt hàng để giao dịch với anh em dịp cuối năm. Bộ này là 13.500.000 nha. Đó, nó mới chưa bằng 2/3 so với giá của siêu thị đang bán. Thì anh em lưu ý cân nhắc lựa chọn nha. Thôi xin kết thúc clip ở đây và hẹn gặp lại những clip sau. Rất mong nhận được ủng hộ của tất cả mọi người.